Và đại biểu và nhân dân, 8:30 đến 9:00 là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu về dự, 9:00 đến 9:30 là ban hương sự sớm nên báo cáo lịch sử về miếu, có nhiều ráng góp công sức trong quá trình xây dựng miếu. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách mời cùng toàn thể bà con, xây dựng phía dưới quốc lộ 1A đến năm 1975, đất nước hoàn toàn đưa vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó miếng Thần Hoàng được di dời lên phía trên quốc lộ 1A từ chỗ vị trí, nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy miếng xây dựng tạm chặt hẹp suốt thời gian hơn 40 năm qua, miếu đã hư hỏng xuống cấp. Mặc dù vừa qua ban hương sự số hộp bòn bọt thống nhất với nhân dân trên số được sự đồng tình đáng góp kinh phí ngày công lao động, đồng thời cũng có sự đáng góp của nhân dân người chủ tịch hội đồng dân xã xin trân trưởng thôn xin trân thôn các vị đại diện cho tộc Lê, tộc Trần, tộc Nguyễn, xin giới thiệu, xin lỗi là tộc Đinh, tộc Lê, tộc Trần, tộc Nguyễn, lòng có giá. Xin kính giới thiệu là đại diện sớm ông kế, sớm trà kiểm, sớm trà hiệu. Miếu về dự, sáng hôm nay. Kính mời, kính thưa toàn thể bà con về tham dự. Được sự nhất trí của chi ủy, chi bộ, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận, thôn Nhân Nam 1. Hôm nay, xóm Nhân Nam Lam Trào tổ chức lễ khánh thành miếu Thần Hoàng, xóm Nhân Nam làm quả dân. Kính thưa quý vị, mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sở Hòa Phước. Kính thưa chi ủy, chi bộ, ban nhân dân thôn, ban công tác mặt trận, thôn Nhân Nam 1. Thôn Giống năm 2, thôn Trà Kiểm. Kính thưa hội đồng chư phó tập lần quá giống. Kính thưa ban ngôn từ xóm ông Khế, xóm Trà Kiểm, xóm Cồng Dậy, xóm Trà Hiệu, xóm Trà Bon, thôn Giống năm 2. Kính thưa hội đồng gia tộc, tộc Đinh, tộc Lê, tộc Trần, tộc Nguyễn, tộc Trần Quang Trà Kiểm. Kính thưa quý vị, trang tâm thức của mỗi người sinh ra và lớn lên, ai cũng có tổ tiên cội nguồn hướng về tương lai. Cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn trăm nhánh trả về sông. Cảm ơn bà của tàu dùm đất đa để là cho con cháu sau này lịch sử để đã qua các lời có sớm lập biểu thờ cúng các bậc tiền nhân. Từ đó xóm Nhân Nam xây dựng miếu Thần Hoàng thờ cúng các vị. Trước năm 1935, miếu xây dựng dưới quốc lộ 1, đất nước hoàn toàn thống nhất, nhờ nước hương sự hợp nhân dân trong xóm bồng bồng xây dựng nhà miếu, dân đồng tình nhất trí đánh góp kinh phí ngày công làm lại để có nơi thờ cúng các bậc tiền nhân. Kính thưa quý vị, trong xóm có 100 chủ hộ sống về nghề nông nghiệp, kinh tế rất là khó khăn. Ở thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 50 triệu. Kính thưa quý vị, tổng số tiền ủng hộ đóng góp được 325 triệu. Tổng số tiền xây dựng 365 triệu, cân đối là âm 40 triệu. Ngoài kinh phí đầu tư xây dựng, anh em tự nguyện đóng góp hơn 100 công đập phá son lấp mặt bàn và cấp công việc cấp ngoài ra vận động chi phí có ủng hộ riêng tháng 2 đến tháng 5 năm tháng 6 năm quý mổ hôm nay đưa vào khánh thành. Kính thưa quý vị, nhờ sự đồng thuận chúng ta đóng góp hỗ trợ giúp đỡ của nhân dân dân xóm và ngoài xóm, cũng như những người con quê hương làm ăn sinh sống ngoài địa phương, miếu Thần Hoàng được xây dựng rộng rãi khang trang,
trang nghiêm có nơi thờ cúng các bậc tiền nhân, như ngày hôm nay là đáp ứng được nguyện vọng của toàn thể bà con trong xóm và trong thôn. Bên cạnh đó tôi cũng xin cảm ơn ban kiến thiết xây dựng anh em thờ bể thờ quý và có các tổ đại diện cho lãnh đạo thôn lên phát biểu ý kiến với buổi lễ khánh thành hôm nay. Xin chào, kính mời đại diện cho hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hòa Phước. Kính thưa các đồng chí là các vị chi bộ, ban nhân thôn, công tác mặt trận của thôn nhân năm một. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân trong thôn. Hôm nay nhân dân thôn Giáng Sông năm một. Hôm nay xóm Giáng năm một tổ chức lễ khánh thành miếu thần hòn làng Quế Giáng. Trước đây cũng được xây dựng thờ cúng các vị thần nhân, nhưng qua thời gian lâu năm miếu đã xuống cấp. Vừa rồi được sự đóng góp đồng tình của nhân dân xóm đứng ra xây dựng miếu, là xây dựng lại miếu được khang trang. Về phía chính quyền thôn thấy đây là việc làm rất tốt, nơi thờ cúng tâm linh được bị các vị bậc thần nhân, tiền nhân và nhân dân trong xóm cũng như toàn thể nhân dân trong thôn Giáng Năm Một đoàn kết chung tay góp sức xây dựng thôn Giáng Năm Một ngày càng được khang trang. Kính thưa quý vị, giữa chính quyền thôn và xóm được sự hỗ trợ phối hợp với nhau, có sự chung duy trì quản lý bảo quản các miếu thờ cúng tâm linh trên địa bàn thôn. Hiện nay thôn có hai xóm là xóm Giáng Non và xóm Cồn Dậy, có sự phối hợp hỗ trợ cùng nhau xây dựng thôn Giáng Năm Một có nếp sống văn hóa văn minh, xây dựng đóng góp cho thôn được hiện. Ý kiến phát biểu của trưởng thôn về phần khen thưởng. Kính thưa toàn thể quý vị, trong suốt thời gian hơn 4 tháng thực công xây dựng miếu, có một số cá nhân kính mời các vị ra đây lên sân khấu. Trước tiên là xin trân trọng kính mời ông Lê Phước đại diện cho đội thợ thi công xây dựng miếu lên sân khấu. Ra đây là xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể quan khách bà con trong xóm ở lại để dự tiệc trà thân mật hôm nay. Kính chào toàn thể bà con, tôi rất vinh dự được phép đứng trước bà con và chứng kiến cái quang cảnh của cái ngôi đền mà qua một thời gian tuy ngắn nhưng mà với công sức của bà con trong làng xóm đã làm được một việc làm rất ý nghĩa, rất nhân văn, để lại một cái dấu ấn tại địa phương cho con cháu sau này. Không gì hơn là người con của quê hương, tôi rất vui mừng về dự với toàn thể bà con buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính chào. Phát biểu của anh Lê Hữu Bon. Sau đây là